Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công văn về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống Covid-19 đối với hành khách đến ga Đà Nẵng bằng đường sắt. Theo đó, trước khi đến về thành phố Đà Nẵng, hành khách phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến vào mục đăng ký vào thành phố Đà Nẵng trên app Đà Nẵng Smart City hoặc vào mục người dân khai báo đăng ký vào thành phố Đà Nẵng trên trang https 2 2 khai báo y tế gov vn hoặc qua ứng dụng Zalo tổng đài 1022 Đà Nẵng và menu khai báo y tế, chọn mục người dân khai báo đăng ký vào thành phố Đà Nẵng và lưu lại mã QR được cấp bằng hình ảnh trên điện thoại di động hoặc in sai giấy để sử dụng khi di chuyển đến về thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó vào 16 giờ hàng ngày cung cấp phương án kế hoạch đón trả khách tại ga Đà Nẵng danh sách hành khách cho trung tâm quản lý người trên phương tiện vào thành phố, trung tâm y tế quận Thanh Khê và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, bao gồm các tỉnh thành phố Hưng có công dân đến lưu trú để phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến phòng chống Covid-19 theo quy định.